quay đường trước. Đấy, có một cái mà có thể nói là yếu điểm của Lasa, đây là phải chê thôi. Đấy, cái đèn cos thì khi mà đi đường tốc độ cao như này thì đường tối như này không có đèn thì nó rất là ngắn. Đèn thì sáng nhưng mà cái khoảng sáng nó rất là ngắn, khá là nguy hiểm khi mà chạy đường trường như thế này. Thì nếu mà đến gần xe trên quá mà bật pha thì xe trên người ta chói mắt, mà mình thì không nhìn được xa, đằng trước gần như là không thấy gì luôn. Chỉ cái khoảng sáng này của nó chỉ được cỡ khoảng 50 mét từ đầu xe thôi. Thì nếu mà ở trên đường trường thì rõ ràng là không đủ được cái khoảng cách an toàn giữa các xe với nhau. Đấy, cái này chắc là phải chỉnh lại đèn như nào đấy cho nó cao lên một tí để nó chiếu xa hơn. Còn pha thì rất là sáng, pha sáng rực rỡ luôn, nhưng mà không phải lúc nào cũng bật pha được. Đặc biệt là đi đường trường, nếu mà mình bật pha mà xe thì xe trước đặc biệt là rất là chói mắt. Đấy, cái điểm mà đáng chê của Lasa. Đi trong phố thì chẳng vấn đề gì cả, nhưng mà khi mà đi trên trường thì cái câu chuyện đèn buổi tối này nó rất là quan trọng. Chạy thì đấy các bạn thấy không? Chạy đường nó mặt đường khá ổn nên là chạy rất là mướt. Máy khỏe nên là chỉ cần nhích nhẹ chân ga một cái thôi là tăng tốc rồi đi. Thì nó có thể vọt lên qua những cái xe công, xe tải dài như thế này. Xe máy thì một pha nháy đèn thì họ có thể giật mình, bởi vì cái đèn pha nó khá là sáng, đèn led nó sáng. Nhưng mà cốt thì rất là tệ này, ngắn cực kỳ luôn. Đấy, khoảng đằng trước gần như là không nhìn thấy gì luôn, bắt buộc phải bật pha lên để quan sát dễ hơn. Đó là một cái điểm trừ của Lasa. Đấy, xe thì vợ và con gái ngồi sau thoải mái, con trai ngồi trước, chung là cũng rộng rãi, bốn người đi cũng không vấn đề gì. Thế nào, tối hôm qua chạy thằng nhằng đấy à, ơi tối hôm qua chạy được 413 km ngày hôm qua. Đấy, 413 cây, trung bình là 6,4 lít 100 cây, 413 cây, tốc trung bình là 63 km/h. Đấy, hôm qua chạy là hơn 400 cây như vậy, hay khoảng 6 lít xăng. Hôm nay sẽ chạy một mạch vào luôn Nam Hội An, còn cỡ khoảng 370 cây nữa thì dự kiến là đến trưa là đến thôi. Nhìn chung là rất là phê, không có gì chê được con xe này khi mà chạy đường trường à. Thực sự là một cái món hời. Tất nhiên rồi, xe mình thì mình khen, nhưng mà nếu mà chạy hôm qua mà chạy con xe ô tô thì chắc là cũng đến được thôi, nhưng mà sẽ mệt mỏi hơn rất là nhiều. Đấy, bên kia xe ông Phạm Minh mãi vẫn chưa chịu đổi xe, mình dắt đi đổi thế rồi mà cuối cùng vẫn chưa quyết, chắc là vợ không đồng ý. Đoàn mình có 3 xe, một con Ford Ranger, một con Mazda 3 và một con Lasa. Đấy, tí nữa anh em sẽ lại chạy tung đi tiếp. Rồi, thế nhá. Sau một chặng đường rất là dài thì người ta sẽ dán luôn cho mình một cái tem này VETC để chạy. Anh cho mình cái đăng ký cái bằng lái anh. Bằng lái với đăng ký à? Làm cho bằng lái này.
khí ở đâu em? Nhìn kìa, cái làn thu phí ETC kia thì sẽ được chạy thẳng, nhưng không phải nộp tiền mặt nữa. Bây giờ tất cả các cái trạm thu phí thì họ đều chỉ cho cái bọn mà không đặt thẻ đi một cái đường bé tí ấy. Còn lại là ấy. Tức mình đi thẳng ra luôn à? Ừ, đi thẳng luôn. Không cần phải trả gì á. Ừ, đúng rồi. Đây là đoạn đường đi từ bên Quảng Bình Đồng Hới sang Đông Hà. Đường rất là đông, mình sẽ biểu diễn những cái quả vượt đấy, quay đằng trước này. Chúc là vượt xe thì phải quan sát nên bên cạnh này có ai không, sau đấy thì dí ra và rất nhanh, rất khoát qua những cái xe này lại lách vào quán trường đấy. Khi mà đi Lhasa thì công suất máy nó cũng khá mạnh, thành ra là việc mà vượt những xe khác thì nó khá dễ. Điều là phải để ý xem xe ngược chiều có không. Thế rồi dứt khoát đạp thôi. Nói chung là cứ kiểu nghến thế này. Thế sau đấy là một phát lên. Tất cả một đoàn luôn. Đấy, lại lạch vào. Và khi mà chuyển làn thì nhớ xi nhan. Chạy tối đa là 80 km/h nhé, nên là có thể vượt được. Xi nhan rẽ vào, chung là như vậy. Chạy những cái đường mà không có giải phân cách cứng thì đa phần là ở Việt Nam, là nếu mà không ở trong khu dân cư thì vận tốc tối đa được 80 km/h thì phải. Đây là cái đường xuyên qua sa mạc cát rất là lớn, cát trắng hai bên này, còn cát trắng thôi, không có gì ngoài cát cả, và một con đường ở giữa này, nếu mà có phải càng bay lên thì rất là đẹp. Đông Hà đến Quảng Trị. Tôi sẽ xuyên qua trắng không mày? Rồi, đi nha. Con gơ rồi. Con gơ rồi. Đây là qua trạm thu phí ở Đông Hà, Quảng Trị. Đấy, rất là nhiều người đông, mình vừa mới dán cái VETC kia thì thử xem là đi qua luôn xem nó có cho qua không hay là kiểu gì. Mình đã đóng tiền
về cầu đường đi vào đến Đà Nẵng đi ra rồi 140 75 nghìn, rất là đắt. Từ lúc đi vào đến giờ phải mất đến 500 nghìn tiền vé rồi. Đường thì cũng chỉ chạy tối đa được 90 km/h thôi. Đây là hầm Hải Vân. Thời gian thì đi xuyên qua đèo thì thích hơn. Phía trước 200m thi công nổ mìn. Mai 4 giờ sáng là sẽ đóng hầm. DOK Group. Xe trong đoàn là bị đâm xuống cát. Mình sẽ tranh thủ coi như là review luôn con xe này. Tèn tèn. Đấy. Để kéo cái xe bán tải cái lên. Có cần nổ máy không anh, xe bán tải? Vẫn phải nổ máy chứ. Máy đi bẻ đằng lái đã sẽ ra để phải ngồi lên đấy. Đây là máy con này là máy gạt nhỉ. Đây là một chiếc máy gạt hiệu này là của Nhật. Đây là để xúc được cái xe lên rồi. Lùi tí tiến lên đây là được. Tiến thẳng. Đừng lùi xuống cát. Đấy, cái xe này bị xuống cát ở đây thì mình đã mấy anh em là coi như là khổ từ sáng đến giờ rồi, không kéo lên được. Là sẽ dùng cái máy xúc kia để xúc nó lên. Đấy.
ra biển được ấy nhỉ? Cái này nó chạy ra biển luôn. Bây giờ sẽ là phải lấy dây để buộc đúng không? Xe này thì nó đi ngoài biển này thì em có thể xem để treo lên cái xe này để xem một xe này. Đây là một cái xe xúc múc. Cái này thì cũng côn rồi là... Ôi, đéo có phanh à? Hay số tự động nhỉ? Đúng không? Đây là chỉ có tiến... Số mà đoán được. Đây, đây là phanh rồi. Còn đây là bên này là ga, tăng ga thôi. Đây là số này, tiến lùi sang phải trái thì không biết rồi. Hai cái cần cần thao tác cái gầu. Có thể thấy là nó có phanh tay này. Bây giờ mà nhả phanh tay này thì có tiếng không nhỉ? Chắc không đi đâu. Đây có cả radio nhá, rất xịn luôn này, radio. À khoang lái thì đèn chân, đèn chân. Ở đây đèn chân này. Đấy, loa, loa. Loa radio thì phải có loa chứ gì nữa. Loa này của hãng Caudio. Nhưng mà em đang thắc mắc là không hiểu là có cái này để làm gì nhỉ? Cái này để làm gì? Đầu kính. Có kính đéo đâu. Có kính nhá. Có cửa. Có cửa mà. À. Nhìn tưởng không có kính, có cửa mà ra vẫn có cửa. Cửa thép luôn. À đây, cửa này ấn cái kéo cái này thôi đéo dại. Ông kia ông dưới kia ông đang như thế thì nghịch cái mẹ. Động cơ đặt sau giống xe siêu xe ấy. Đây đặt ở lưng ghế này, giống Lamborghini chẳng hạn đây này. Động cơ đặt sau nhưng mà cầu thì cầu trước à? Hay cầu dưới luôn. Xuống bánh phía sau ấy. Xuống để các anh làm việc. Bánh hai cầu này, con này hai cầu mà, hai cầu. Anh à, anh đi cho cái này nhá. Đấy, giờ ta kéo rất lùi nó lại. Hiếm có tìm luôn. Ôi. Gãy mẹ xe chỉ có tiến nó lùi thôi, kéo ngang thì không được, kéo ngang là gãy mẹ vặn cả xe, vặn mẹ xe đấy. Anh đẩy sát đi, buộc sát vào xong rồi cái này nó có ngang được không nhỉ? Tại cái này chỉ tiến lùi được thôi thì sau có móc mà. Ơ, đứa mẹ đùa đâu. Yếu lắm, ra thua đâu. Cái này yếu. Nó lệch sang hẳn ra nguyên, lệch tầm 10 phần. Cái này còn đất được xoay bánh kéo ra bên này. Đằng sau có móc không? Có, đằng sau có móc. Đằng sau có móc. Móc đằng sau thôi. Móc đằng sau lôi lên thôi. Đằng sau có móc chứ. Dễ tí nào. À đây là bãi biển Nam Hội An. Mình có tiền nên là mình thuê riêng cái bãi biển này được. Đây, phòng cái này. Kéo vào cái này.
Đấy, người thấy không? Xe này là con Ranger này là một cầu. Nhưng mà xuống cát thì đứt đực luôn. Con máy xúc này. Đấy, quyết định là buộc vào đây kéo ra. Quay rất là nhiều vòng nhé. À, có thể điều khiển được cái đầu riêng. Cần gì đâu? Đi lên. Rồi. Lại lùi đi. Lùi lại đi. Rồi. Thôi. Rồi thoát rồi. Thành công rồi. Bây giờ mình mượn xe này mình đi ra vòng ra biển nhỉ? Bay mẹ cả. Dạ, bây giờ mượn xe buộc vào taxi thì mới ăn đấy chứ. Mượn xe đi vòng qua biển nhỉ. Lái thử. Ờ, lái thử. Chạy lái mà, chạy lái. Đấy, không có con máy này thì không ra được. Ranger 2.2 một cầu XLS gặp bãi cát bé như là mẹ. Ê trời. Gặp bãi cát bé tí thôi mà chết. Rồi. Thôi thế là đã cứu thành công cái xe này. Vừa xe có còi mà. Chào anh em, mình vừa mới ra khỏi khu vực gần với cả khu vực nCoV. Vừa mới xuất hiện ở Việt Nam, đó là khu vực Đà Nẵng, mình ở Quảng Nam thôi. Nhưng mà mình đang, cũng như tất cả mọi người thôi, đi khỏi cái vùng đất mà nguy hiểm đấy. Bằng cách là chạy sang Huế. Đây là con đường này, là con đường cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng. Vừa mới được khánh thành, cho chạy vận tốc tối đa là 120 km/h. Thì đấy, mặt đường mới, xe mới, mới có thể cảm nhận được cái
cách âm của Lasa như thế nào. Hiện tại đang chạy ở tốc độ 100 km/h thôi, bây giờ mình đang chạy lên 120. Thì có thể thấy là ở cái tốc độ này thì không có gì để chê đối với cả cái xe này cả. Vì là những cái đường cao tốc mà cho chạy tốc độ 120 thì thường là cái bề mặt đường nó có độ ma sát rất là lớn. Thế thì bộ ma sát lớn, nếu mà chạy xe bình thường thì cái tiếng ồn từ lốp vọng lên nó sẽ tương đối là nhiều. Đồng thời thêm vào đó là sẽ tiếng ồn từ hai bên gió, tất cả các thứ nó tổng hòa lại. Thì như ở ngoài Hà Nội, ở ngoài Bắc, nếu mà chạy đường Hà Nội Hải Phòng, đường 5B mới thì sẽ biết ngay là nó ồn như nào. Thế nhưng mà hiện tại chạy ở trên con đường này, tốc độ để cruise control là 120 km/h thì mọi người có thể thấy là khá ổn và có thể nói là cách âm rất là tốt do khung gầm tất cả thứ. Đây, quay nhìn mặt đường này, nhìn con đường này cũng rất là đẹp. Đây, thấy ở đây là một cái đường tránh để mà có thể đi từ Quảng Nam về Huế mà không cần đi qua trung tâm thành phố Đà Nẵng. Cũng khá là tiện. Lúc vào thì mình không biết, không biết đường này để đi, phải đi xuyên qua Đà Nẵng rất là lâu, đi từ đèo Hải Vân mà đi sang đến Quảng Nam, đến Nam Hội An thì đi mất phải đến gần 3 tiếng đồng hồ mới sang được. Đây là con đường đi xuyên từ đèo Phước Tượng đi sang bên Huế, mình không biết đường nào cả. Nhưng mà đến bản đồ ở trên cái phản này nó còn bảo là phản hồi đó rồi. Thật là nguy hiểm. Quá nguy hiểm luôn. À, Gấu ơi, con quay cho bố đi. Đang muốn dùng bản đồ lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi mà không cần bản đồ nữa. À, một bên là núi, một bên là biển hay là gì đấy. Rất là đẹp. Thì đây thì thấy là cái đường này thì là đường đường liên thôn liên xã gì đấy thôi, trải nhựa không đẹp lắm, nhưng mà tôi thấy là cái gầm của xe vẫn là rất là tốt. Cầu ở cửa biển Tư Hiền rất là đẹp. Đằng sau là anh Phạm Minh, anh chạy đằng sau đang cho quay lên, anh mới bốc phét đường này. Đây, ui, bên này là một cánh đồng có một cây cô đơn kìa. Đường thì bé thôi, bụi bặm, nhưng mà thấy là cái tính ổn định của xe khi mà đi các thể loại đường khác nhau thì gầm nó vẫn rất là ổn, cái âm tốt, đi là không có tiếng động gì từ dưới để trong xe này, hoàn toàn yên tĩnh luôn. Tiếng nói nhỏ đấy nó cũng nghe vẫn phải hét lên. Chỗ đẹp hơn thì sẽ quay cảnh đẹp. Chúng tôi vừa mới vào dâng hương cho 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc. Thấy là khung cảnh của khu di tích ngã ba Đồng Lộc rất là đẹp đẽ, sự sạch sẽ đẹp đẽ. Là đã chạy được đến về đến đây Hà Tĩnh là được 1435 km rồi. Chung là có thể nói là chuyến đi cũng đã tương đối là tốt đẹp. Thế thì sau một cái quãng đường dài như thế thì nói nhận xét về cái xe Lasa này cũng tương đối đầy đủ. Vì sao là vậy? Anh em để thấy là từ trước đến giờ mình ít khi nhận xét về cái xe của mình đang sở hữu, phải đi thật lâu và thì mới có thể hiểu nó như thế nào. Còn cái xe Lasa thì đi nhiều rồi, nhưng mà toàn đi xe mượn, xe của hãng, rồi là xe mượn của người khác, đi lúc đấy nó khác lắm. Hoàn toàn nó không giống với cả cái việc là đi xe của mình. Cũng có hôm trước có người hỏi là dành một cái cảm giác lái của cái xe này với cả cái xe Camry 2.5 thì bản chất là cái sự so sánh này nó đã không trùng với nhau rồi.
bởi vì phân khúc của Lasa cao hơn, mặc dù là tiền thì bây giờ thì còn rẻ hơn mà. Thì Camry thì mình cũng chưa đi nhiều, đi ngắn ngắn ở trong thành phố đấy, thấy là nó để mà có cái sự so sánh thì chắc là phải cần phải đi Camry một thời gian dài mới ổn được. Chứ còn nếu mà chỉ đi như thế này thì gần như là không thấy gì cả. Đi đường thì sử dụng Google, nhưng mà nhiều khi Google nó chỉ đường kinh ấy. Hôm qua thì nó chỉ ra quả đường cụt luôn. Cái gì nhỉ? Nói đến đâu nhỉ? Nhỏ là nhìn nó không chỉ về đi vào đường bê tông. So sánh giữa Camry 2.5Q và Lasa thì bản chất của cái sự so sánh nữa nó rất là lệch nhau rồi. Nói chung là xe này mình chạy cả một quãng đường dài 1.400 km, cả đường đẹp đường xấu, cao tốc rồi là đường liên tỉnh, tất cả các thứ thì thấy là đường đẹp thì không nói làm gì, rất là êm ái. Còn ở đường xấu thì ví dụ như ở đường tránh Vinh, đường tránh Hà Tĩnh thì đường nó xấu, đường nó nhấp mấp mô rất là nhiều, thì cái cảm giác khi lái là mình cái tay lái nó rất là vững vàng, rất là tự tin, đi vào chỗ sốc thì cũng không cần phải giảm tốc độ. Thường thì chạy đều 80 km ở những đường xấu rất là ổn, lý gì cả. Còn cái độ êm ái của xe thì cả nhà ngồi sau thì ngủ ngon lành, chả ai ý kiến gì về độ sóc hay là ổn. Nói chung là hơn 900 triệu của xe này thì đúng thật là không gì có thể so được cả trong cái tầm giá dưới 1 tỷ. Còn ai thích so thì mình có nói là tôi lái nhiều và so sánh. Thực sự đúng thật là cái cảm giác lái của xe mượn, xe của hãng nó khác hoàn toàn so với cảm giác lái cái xe của mình. Xe kia phá bét nhè, muốn đi kiểu gì thì đi, nó khác, xe của mình nó khác. Mà cảm giác này chờ cả gia đình đằng sau, với cả cái cảm giác mà đi một mình, đi ở những cái đường thử xe, nó cũng khác nhau hoàn toàn, chả liên quan gì cả. Thế nên là mọi sự so sánh thì chỉ là tương đối thôi. Thế nhưng mà chốt lại thì với cái dưới 1 tỷ thì xe này không đối thủ. Thực sự như vậy. Rồi, mình sẽ chạy bây giờ, chạy từ Hà Tĩnh, từ Ngã Ba Đồng Lộc về Hà Nội thì chắc phải mất 5-6 tiếng nữa. Cái kinh nghiệm đi đường dài thì ở những cái đường mà có đường không phải là đô thị thì có giải phân cách cứng chạy 90, không có giải phân cách cứng chạy 80, những đường đấy thì mình chạy ga bình thường. Còn những cái đường khi mà vào những cái khu đô thị hạn chế tốc độ chỉ dưới 60 thì chạy cruise control, thì chính là những cái lúc mà đi vào những đoạn 60 đấy thì sẽ là những lúc mà mình có thể nghỉ ngơi được cái chân của mình, để 60 xong rồi co chân lên một tí, thư giãn một chút thì nó đỡ hơn là những cái đoạn chạy ví dụ như trong đường liên thôn liên tỉnh này thì đường thì đông mà cũng khá là nguy hiểm, đường còn xấu nữa, rất mấp mô. Thế thôi, kết thúc một chuyến đi chơi từ tâm dịch trở về Hà Nội, chắc là sau đây sẽ bị nhốt 14 ngày ở nhà. Tâm dịch là tâm dịch linh tinh. À nhà mình đi Quảng Nam về đi qua tâm dịch thôi. Chả đi qua luôn, tránh luôn. Tức là tránh qua cái được cái tâm đấy. Đấy, mình đi từ Quảng Nam về. Thì tuần tới sẽ quay mấy cái xe nữa, Mazda CX-8 này, rồi là Xpander Cross, mấy cái xe mới ra. Rồi tập trung lái xe về Hà Nội, khung cảnh cực kỳ luôn, đẹp tuyệt vời. Nói chung là phải đi đất nước mình rất là đẹp, anh em chịu khó đi nhiều vào thì mới thấy là đất nước mình đẹp. Còn ngồi ở nhà mà chỉ ngắm cảnh qua internet thì không cảm nhận được. Nha, yeah. Bye bye.